Nóng giáo phận Vinh, một nhà thờ thành nơi du lịch tâm linh. Hôm nay trên khắp các trang và diễn đàn công giáo xuất hiện hình ảnh một giấy chứng nhận có nội dung công nhận một nhà thờ làm điểm du lịch sinh thái tâm linh. Nhà thờ trong văn bản đó là nhà thờ đá Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhà thờ này thuộc giáo phận Vinh. Nhìn thấy hình giấy chứng nhận, nhiều người không khỏi thắc mắc rằng tại sao một nhà thờ công giáo bỗng nhiên lại trở thành địa điểm khu du lịch tâm linh. Cha Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng Chúa Cứu Thế khi nhìn thấy ảnh giấy chứng nhận còn trích câu lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 2 câu 16 đoạn Chúa Giêsu quát mắng những người buôn bán trong đền thờ rằng đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Đây đúng là một sự kiện hết sức hy hữu. Chúng ta đã thấy nhiều điểm du lịch tâm linh của nhiều tôn giáo bạn. Nơi đó tuy mang vẻ bề ngoài của chùa, miếu, đền nhưng thực ra đằng sau là một chuỗi những hoạt động kinh doanh du lịch, mua bán cung cấp dịch vụ. Người ta du lịch ở những nơi đó tu tâm thì ít mà du ngoạn thì nhiều, đôi khi làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh và đặc biệt còn ảnh hưởng đến hai chữ thánh thiêng. Sẽ thật đáng lo nếu một nhà thờ công giáo thành một điểm du lịch tâm linh, nơi mà người ta ra vào coi ngó, lượn lờ với những ánh mắt tò mò, đi lại tự do như trốn không người. Không phải các nhà thờ công giáo không cho người ta tham quan như chúng ta cũng thấy nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, nhà thờ Đá Phát Diệm và nhiều nhà thờ lớn khác cũng vẫn cho khách tham quan bình thường nhưng phân biệt rõ ràng khu vực được tham quan, thời gian được tham quan và nhiều ràng buộc khác nữa. Nhưng với giấy chứng nhận làm điểm du lịch sinh thái tâm linh của các sở ban ngành cấp thì lại khác, sợ rằng lại hoàn toàn khác với các nhà thờ được phép tham quan ở trên. Nhà thờ là nơi linh thiêng biến thành chỗ du lịch, làm mất đi ý nghĩa của nơi thánh, sẽ làm cho người ta coi nhẹ nơi thờ phượng của đạo công giáo chúng ta cũng như sẽ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt phụng vụ của nhà thờ đó. Nói tóm lại, chúng con nghĩ rằng không nên công khai biến nhà thờ thành địa điểm du lịch để gìn giữ sự thánh thiêng của nhà cha, nhà mà Thiên Chúa ngự. Chúng con ước mong bà con giáo xứ, cha xứ và đặc biệt là Đức Cha An Phong của giáo phận Vinh cân nhắc kẻo biến nhà thờ thành chỗ xô bồ, buôn bán kinh doanh du lịch tấp nập thì thật là không nên. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và quý cộng đoàn. Chúng con cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh luôn tinh tuyền, thánh thiện khỏi muôn vàn tấn công tứ phía vào hội thánh, xin ban muôn ơn bình an hồn xác xuống Đức Cha An Phong, cha xứ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bảo Nham để gìn giữ một ngôi thánh đường thiêng liêng và trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Trong video có sử dụng nhiều hình ảnh được sưu tầm tại địa điểm nhà thờ giáo xứ Bảo Nham, nếu có vấn đề gì liên quan tới bản quyền hình ảnh, kính xin chủ sở hữu thứ lỗi cho con và liên hệ giúp chúng con về địa chỉ thông tin công giáo a@gmail.com, chúng con sẽ khắc phục sớm nhất có thể. Chúng con xin chân thành cảm ơn.